Xin giới thiệu thêm đến các bạn một cái mẫu bánh xe có thông số là 223 23 x 7 - 10. Mẫu này là mẫu bánh gai địa hình thấp thôi, các bạn có thể dùng để đi đường phố cũng được mà đi đường đồi núi cũng được. Cái gai của nó có 1 cm thôi, đều dùng được hết. Thông số kỹ thuật của nó là đường kính là 55 cm, bản rộng là 18 cm, vành đúc lốp không xăm. Tim ốc của nó là chéo 11 vuông 8 như này. Đấy, lỗ ốc này là lỗ 10, đều có thể bắt được các bạn nhé. Thì các cái thông số trên lốp thì nó như trong video mình quay đây. Cái này thích hợp để làm những cái xe tải trọng nhỏ hoặc là xe chơi thì rất là đẹp. Đấy, max loạt là 276 lbs này, tương đương với 120 kg, 125 kg trên một bánh. Thì các bạn làm những cái xe chơi 4 chỗ loại nhỏ thì thoải mái, 125 là nó tương đương khoảng 500 kg rồi. Đây, gai địa hình này, gai chữ A, vành đúc. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ 0983 818 955. Xin nói thêm một chút nữa về cái kích thước lòng trong của cái mâm này nhé. Thì cái kích thước này, lòng trong của cái mâm này là 24 cm các bạn nhé. Phía trong cùng này này, đây, tính từ cái G này sang cái G bên này là 24 cm. Vì vậy những cái loại tambour mà có đường kính lớn ấy thì các bạn cứ ướm nếu mà khoảng dưới 24 cm là được. Còn đối với cái cầu phanh đĩa ấy, thì cái kích thước phía bên rìa ngoài này của nó cũng gần 25 nhé, khoảng 24 đi. Đấy, vì vậy là các bạn cứ ướp những cái lòng vành của các bạn ấy, nếu mà lắp vừa ấy là có khả năng là đều lắp được, bởi vì cái phía bên trong này rất là rộng, nó là 24 cm cơ, rất là thoải mái nếu phanh cơ. Còn phanh đĩa thì các bạn cứ đo đường kính khoảng 24 là không sợ quẹt vào vành này nhé. Đấy là thêm một cái kích thước này nữa. Thường thường là từ vành 10 trở lên thì còn phải đắn đo, còn những cái vành 12 trở lên thì bất bất kể loại bánh nào cũng đều lắp vừa hết.